Đi xuống đầu hay xuống đích toàn? Xuống đầu luôn. Xuống đầu luôn ha. Còn muốn đi qua bển thì bắt chạy vô tốt trọng á, có đường qua để đường mương. À, đang chuẩn bị lên bao. Hình đang giác giác bao luôn anh em ơi. Ở đây thì hai cây cây 93 với cây 70 plus hiện tại. Rồi đang đi xuống anh em ạ. Xuống cái đề này cũng khá cao ha. Rồi hiện tại đang xuống anh em ơi. Đề này cao khá cao ha. Quá căng thẳng anh em ơi. Ây cha. Leo đề này quá đứng luôn anh em ơi. Đứng sững luôn ha. Rồi bữa nay anh em mình cùng xem nghe anh em giải trí đến kênh Dũng miền Tây của mình. Hiện tại cây 93 mới vừa xuống đồng luôn nè. Mai lúa này sập có đứng có lộn xộn. Đề khá là nguy hiểm, đi xuống cái đề là hót tim luôn anh em ơi. Cây này thì 93S cha. Máy này chạy tốc độ nhanh lắm nha anh em. Tại vì bánh chín bô ly tắc lẻ 5. Hiện tại bên đây thì đang thu hoạch, còn bên cặp ranh thì lúa mới vừa trổ anh em ạ. Cái 93 này chạy nói chung ra bánh thì bánh chín, hàm thì hàm zin, bô ly thì tắt lẻ 5, chạy êm lắm anh em. Bán quá luôn. Ôi giời, dữ không? Hậu này cũng khá là dài anh em ơi, hậu cũng cỡ 700-800 mét á. Miếng đất này bề ngang thì nó nhỏ, hậu dài. Máy này chạy tốc độ, lúa đứng chạy tốc độ ghê lắm anh em. Hai người hứng như là cũng quyết lắm à. Cũng bự dữ hen, bắt chuột kìa. Mùa này miếng nào cũng bị đắt dẻo không anh em ạ. Mưa hoài đất nó mềm. Rồi hiện tại lúc này thì đội hình sẽ kéo đi gom lúa anh em ơi. Hồi nãy đi vô cái đoạn trong anh em ơi, không có leo cái đê, đê này cao quá, nãy mấy cắt đi cắm đầu. Vô đầu trong đi qua. Cái
Lúc này thì 70 blood cũng vô tham gia luôn anh em ơi. Hiện tại hai cây 93 cùng 70 blood đang kết hợp. Đoạn này lúa sập. Đấy, bên blood này chạy tiến độ cũng khá là nhanh anh em ơi, tại vì đất này thì nó có sình sạch, sình chạy không có lẹ. Đầu xe kéo đang búa ra gom lúa anh em ơi. Còn đây cây 93 hiện tại cũng đang đi vô luôn. Còn cây 70 thì vô đầu trong rồi, tại vì hậu này cũng dài, chạy không có tập trung anh em. Một con mồi. Quá em của em. Quá em của em. Xe kéo này thì hỗ trợ cho cây 70 blood. Lên cái đê này cao quá, đi cái đoạn trong đi qua anh em ơi. 93 nãy đi xuống chuối nhủi luôn à. Lúa này thì lúa OM18 hiện tại giá bán được 8.800 một ký. Xe kéo này của cơ khí nào nè. Đất dễ ngoẹo. Xe kéo chạy không nổi luôn. Đất buồn dẻo này chạy nặng máy dữ lắm. Đang phượt vô anh em ơi. Hiện tại chưa đầy 70, nó nghiêng có một bên một. Nặng bên mấy người hứng ngồi dưới lúa nữa, nặng. Nghiêng bên đó nhiều. Có cái quạt đã quá ha. Lúc này thì 93 cũng vẫn chiếm ưu thế hơn anh em ơi. Còn 70 blood thì còn đang ở ngoài sau kìa. Chạy tiến độ không lại 93 nè anh em ơi. 93 hàm gin bánh chín thế gì chứ chạy tốc độ ghê lắm. Xe kéo này thì hỗ trợ cho cây 93 nè, còn cây 70 blood thì nằm ở đầu trong hạ họng à. Quá lầy, đất buồn dẻo, lội lột ột lột ột. Ột.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ồ, có bụng bự đi theo đó nè. Ôi, mập lên làm tay luôn kìa. Còn xe kéo cũng đang đi vô nè anh em, đi vô đường bên kia tại leo cái đê này lên không nổi, cao quá. Xe kéo đó thì hỗ trợ cho cây 70 plus. Hiện tại đang phượt vô nè. Còn xe kéo này thì hỗ trợ cho cây 93. Cây 70 blood này thì hồi nãy ở đầu trên hả Hồng, không biết sự cố gì mình chưa xác định được ha. Hiện tại lúc này thì đang đi xuống à. Còn cây 93 thì đang đi sao kìa. Cái này 95, 75. Lúc này thì hai cây xiết xuống là rồi luôn anh em ơi. 93 vẹo ngược lên đầu trên này. Rồi đang ve xuống luôn nè. Lúc này chịu chơi rồi. Dàn đầu, dàn đầu. Trời. Ôi luôn kìa, dữ dằn không. Nãy giờ thì đi tắt đầu kia không, bây giờ lúc này thì đi xuống đường này. Chắc cũng muốn gần xong rồi. Rồi 93 nãy giờ cắt cũng vừa xong luôn anh em ơi, đang hành quân đi về. Còn cây 70 thì đi về sau kìa. Kế tiếp thì 70 plus đang đi sao, cũng kéo về luôn. Kêu gì nghe ột ột. Cô bố hả? Kế tiếp thì đoàn xe kéo đang kéo vô loại sình nghe sổng sổng kìa anh em à, quá trời lúng.
cây này thì hỗ trợ cho cây 93 đang đi trước. Xe kéo này thì hỗ trợ cho cây 70 plus, hiện tại đang kéo vô luôn. Xe này mạnh khủng lắm nè, tay lên lên đây nè. Dữ chưa, cây này chịu chơi lắm á. Cây này lên luôn kìa. Quá đẹp, 10 điểm luôn. Rồi, hiện tại hai xe kéo đang xuống lúa anh em ơi. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.